Giờ chúng tôi sẽ câu cá trong lu. Đây các bạn. Ai vây xinh xinh cá bơi trong chảo lu mơ. Vâng, tôi sẽ câu. Anh tôi lại nghĩ ra một ý tưởng mới, đó là cá bơi trong chảo, cá bơi trong lu, trong dầu mỡ trong lu. Và chúng tôi đã chuẩn bị cá và ướp cá đây. Thì chúng tôi sẽ câu cá bơi trong lu. Đấy. Chúng tôi sẽ ướp này. Bát ớt bỏ sang bên này. Vâng, tôi đã xong công đoạn ướp cá. Giờ tôi chỉ cần đợi lu dầu này nó sôi nữa là chúng tôi có thể làm món này.
sôi. Chúng tôi sẽ câu cá trong lu. Đây các bạn. Ai với xinh xinh cá bơi trong chảo lu mơ. Vâng, tôi sẽ câu. Các bạn thì thấy cá đang bơi mới một tí nữa. Rất là thơm ngon. Cá bơi trong lu giờ. Vâng, cá bơi trong lu của tôi đã bơi được một thời gian và giờ nó cũng đã được một con.
tôi sẽ cho con thứ hai nó tiếp tục bơi. Cá sẽ tiếp tục bơi trong luôn. Chú cá rất là thơm ngon bơi trong nu giờ. Đấy. Tôi sẽ câu chú tiếp theo. Chú lại hơi to. Tôi sẽ câu chú cá này lên. Chú cá tiếp theo.
cá rất thích bơi trong lu các bạn ạ. Cá cũng gần chín rồi, giờ tôi sẽ giảm lửa đi thôi. Sẽ vẫn phải dùng dụng cụ hỗ trợ đưa chú cá này ra. Cần giòn quá các bạn ạ. Vâng, tôi đã hoàn thành món cá bơi trong lu. Tôi sẽ chuẩn bị các thứ để thưởng thức. Được cay lên tí rồi. Cứ gọi đi thì vậy đứng. Tao bảo u thế bao giờ tao vả nó câu rồi. U thế. Càng cực. Gọi đi. Anh em ơi. Đây. Con cá bơi trong lu tí này. Ngon đấy. Ngon đấy. Này làm thêm ít chi vát này nữa. Điện chi vát này ngon lắm. Ngon đấy. Ê, anh em ơi. Ai có gì ăn cái đấy nhá. Ai có gì dùng cái đấy nhá. Ngon đấy. Này chơi bằng tay thôi. Này chơi bằng tay mới ngon này. Ngon nha. Anh em thử tí nào. Ướt cái này nhá. Ngon. Ngon lắm anh em ạ. Chi vát này nữa. Ừ. Da của cá ngon. Ngon nhỉ. Hai cá giòn nữa. Mẹ à. Thằng đầu bếp nữa. Thằng đầu bếp ở Ả Rập về nấu cho anh em ăn. Anh em thấy món cá bơi trong nu dầu này nè. Ngon lắm. Quá ngon. Này hơn cả đầu bếp luôn. Đây thì nó nấu một cái nu huyền thoại nữa. Ngon không các anh em? Giòn, ngọt, bọt mồm, tan chảy. Cái cay rồi các bạn ạ. Cái cay mà ngọt nuốt, ngọt miệng lắm. Với tự này chủ là ngón. Cho ít lá xoan nhá. Cứ cá và lá xoan như nhỉ. Ông bị kinh nị à? Món này thiếu cái lá ngón. Bây giờ chấm ớt này mới ngon này. Các bạn nhìn chấm ớt nha. Ngon lắm. Bác quay phim thèm đỏ rãi rồi. Liệu ủ thế kỷ đấy. Ngon lắm, uống thử mua. Ủ trong cái chum, giờ đấy chum tàn cá. Liệu ủ cả nhìn năm nay đấy. Cay lắm ấy.
cá rán châu Phi. Đúng 12 giờ trưa ra lại. Gọi anh em ra ăn cá. Có cái đường lủi mày vào đường đập Amazon ăn cá mà còn này còn gì nữa. Lủi em nào ra ăn cá đấy còn nữa. Uống rượu nha. Rượu ủ bao nhiêu nghìn năm này thôi dám bỏ ra uống. Từ thời ông nội của 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 ông nội, chả biết ông nội có ao nhiều nữa. Mạnh lên anh em. Anh em nhắm mạnh lên nha. Cảm ơn chị Nu đã đầu tư ý tưởng và nay cái món cá bơi trong nu dầu chúng tôi rất thơm ngon. Ngon lắm anh ạ. Anh em ăn không có gì để chê. Và thôi bây giờ anh em đang muốn ăn thì tạm biệt các bạn để chúng tôi ăn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong các video lần sau. Hãy nhớ ấn like và subscribe ủng hộ chúng tôi nhé. Hãy nhớ kênh của chúng tôi là Tết Media.